những ngày đến lớp cuối năm 2018 của mình là những niềm vui, niềm hân hoan khi một năm mới sắp đến, nhưng xen lẫn vào đó là sự lo lắng khi cô giáo thân yêu của chúng mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Nhìn cô phải chịu đựng những nỗi đau bệnh tật, chúng mình rất thương xót. Hoàn cảnh khó khăn là thế, nhưng với tình yêu đối với học sinh của cô vẫn ngày ngày đến lớp để truyền đạt kiến thức cho chúng mình. Vì thế, khi biết đến chương trình Biệt đội Phấn Trắng, ngay lập tức mình đã đăng ký tham gia và thật may mắn khi chương trình đã chọn đến với trường mình. Mong rằng với sự cố gắng của chúng mình thì sẽ giúp cho cô phần nào có một cái Tết trọn vẹn hơn. Yeah! Là 29 Tết và cho phép chúng tôi xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Biệt đội Phấn Trắng. Chương trình Biệt đội Phấn Trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Big Vision thực hiện. Cho phép chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến với ba nhà tài trợ chính của chương trình. Đó chính là nhãn hàng bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa thuộc công ty Liên doanh Bột Quốc tế, công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh và Cao Gần Thiên Nhiên Việt, thon gọn từng cm cùng với những nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng với chúng tôi. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ các thành viên của Biệt đội Phấn Trắng, trường Trung học cơ sở Hòa Bắc, huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng. Chào tất cả mọi người, mình tên là Minh, mình là đội trưởng của nhóm. Các bạn có biết vì sao mình là đội trưởng của nhóm không? Anh chắc MC có biết không ạ? Theo kinh nghiệm của anh thì chắc có lẽ là do nhan sắc phải không? Không, anh sai rồi, tại em nho nhất nhóm á. Với cả IQ của em á. IQ rất là cao. Wow. Vậy hả? Nào, hãy giới thiệu về các thành viên trong đội của mình đi. Đây là bạn Diễm ạ. Thì không phải cho Diễm nói một cái chứ. Yên tình. Rồi Diễm nói đi cưng. Em tên là Diễm, em tên là Vũ Mỹm. Đây là bạn Bảo ạ. Em tên là Bảo, em rất thích ngủ. Em có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Lý do tại sao em lại có một cái dấu đẹp như vậy? Dạ sự cố nghề nghiệp ạ. Nghề nghiệp của em là gì ngoài công việc học sinh? Dạ ngủ thuê. Dạ ngủ thuê. Đây là bạn Thịnh ạ. Em tên là Thịnh. Em yêu màu hồng trong sáng, ghét sự giả dối ạ. Tên là Quý, là một trong những hot boy của trường. Em tên là Quỳnh, em rất thích hát và em rất là hát là hay ấy. Em có thể hát mọi lúc mọi lời luôn. Thế thì làm ngay nào. Hôm nay em bị đau họng em không hát được. Biệt đội heo rừng chơi hết sức, ăn hết mình. Liệu biệt đội heo rừng có thể vượt qua được ba thử thách của chúng tôi ở mức độ từ dễ đến khó hay không? Vượt qua thử thách đầu tiên, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng 2 triệu đồng để đến với các thử thách tiếp theo. Ở thử thách thứ 2 và thứ 3, đại diện đội chơi sẽ xoay hoa việc tốt để xác định giá trị tiền thưởng sẽ nhận được nếu giành chiến thắng. Dưới mỗi cánh hoa là một giá trị giải thưởng từ 3 đến 7 triệu đồng. Khi hoa việc tốt dừng ở vị trí cánh hoa nào thì đội chơi sẽ rút bản tiền tại vị trí đó. Trong trường hợp một trong hai thử thách đầu tiên các bạn không nhận được chiến thắng thì các bạn sẽ đặt cược viên phấn may mắn ở vòng chơi thứ 3. Nếu thắng sẽ được nhân đôi giá trị giải thưởng rút được khi xoay hoa việc tốt. Nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách đầu tiên trong một số phát sóng khá là đặc biệt trong ngày hôm nay. Thử thách được mang tên gói bánh chưng. Lần lượt mỗi em đội bánh chưng lên đầu. Đi. Thật là tung tăng. Ok. Xong qua tới đây chạy qua đây. Đưa cho bạn mình. Bạn mình giật sợi dây. Gói. Thời gian là 7 phút. Đã được 5 cái bánh chưng. Em đã hiểu rõ lượt chơi chưa? Em hiểu nãy giờ rồi anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách gói bánh chưng dành cho các thành viên của đội Heo Rừng. 7 phút bắt đầu.
Ủa, ai đi vậy? Hay quá ha, ừ đúng rồi, mình phải xung phong vậy đó. Đội bộ nè các bạn ơi. Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Bạn thứ ba, nhanh lên, nhanh lên. Bỏ tay ra, đúng rồi. Rồi, đi về, tiếp tục, bạn tiếp theo. Bạn tiếp theo. Nhanh lên, nhanh lên. Bỏ tay ra em, bỏ tay ra. Rồi, bỏ tay ra, đúng rồi. Đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi nhớ thật khó. Đúng rồi. Hay quá, rồi nha, không đánh nha, tiếp tục. Tiếp, sau đây sẽ là kỹ thuật vừa đội bánh chân vừa ngủ. Nhanh lên, 4 phút rồi, rồi đi xuống luôn, rồi. Rồi, xuất sắc. Nhanh lên em. Một, nhanh chưa, nhanh chưa. Rồi. Em vỗ tay đi. Một, hai, ba. Thời gian mà các bạn hoàn thành là 5 phút 27 giây. Xin chúc mừng các bạn với số tiền thưởng đầu tiên 2 triệu đồng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một công việc thứ hai trong những ngày cận Tết như thế này. Đó chính là công việc trang trí cây mai ngày Tết. Chúng ta sẽ có cơ hội nhận được số tiền thưởng từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng ở vòng thi đấu thứ hai này bằng việc xoay hoa việc tốt. Mỗi cánh hoa tương ứng với một nhà tài trợ: thương hiệu điện tử Suzan, nhãn hàng bột bánh xèo Hương Xưa, công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh, nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế và cao gừng thiên nhiên Việt, thon gọn từng cm. Công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh, 4 triệu đồng! Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với thử thách trang trí cây mai ngày Tết. Nhiệm vụ của các thành viên là lần lượt từng bạn sẽ di chuyển qua chiếc bập bên, sau đó bò như thế này, dùng chiếc nón của mình để đâm thủng hai quả bong bóng. Bên trong quả bong bóng sẽ có những vật dụng trang trí cho cây mai ngày Tết. Nhiệm vụ của các bạn là nhanh chóng nhặt lấy đồ trang trí cho cây mai. Và trong thời gian là 7 phút, các bạn phải mang về 12 món trang trí để có thể tạo nên một cây mai ngày Tết thú vị nhất cho Xuân Kỷ Hợi 2019. 7 phút trang trí cây mai ngày Tết bắt đầu! Rồi, 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 đi, đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi, ừ, đó, đó, tâm, đúng rồi. Tâm, đó. Nè, em để cái đầu này nè. Đó, để cái này nè. Vô, nhanh lên, heo rừng mạnh mẽ lên. Đó, chạy tới, bò tới, bò tới. Đâm. Trời đất ơi, đâm đi, đâm đi. Đâm, cắm cái đầu xuống. Ừ, hiếp hớp. Hiếp hớp, ừ. Đâm thẳng xuống, ừ. Rồi, có cái gì trong đó không? Rồi, tiếp, 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 tiếp. Cố lên, cố mũ nè bạn ơi. Cố lên. Rồi, ghê, ghê, bao lì xì. Bao. Rồi, đi, 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 tiếp tục, bạn tiếp theo. Rồi, đó, thấy quả chen sắc đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, mạnh mẽ lên coi. Mạnh mẽ lên, ừ. Có gì không? Rồi, không có, tiếp tục nè. 4 rồi em, 4 rồi. Đó, rồi, tiếp tục, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên điểm. Nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi, rồi, đó, tới. Đó, ừ, tiếp. Đó, ừ,
Rồi, nhắc. Rồi, đi, tiếp. Đúng chưa? Rồi, đúng rồi. Chống cái tay bò cái gì vậy? Chống cái tay để bò. Chống tay em. Rồi, đã có dướng tùm lum tùm la hết trơn kìa. Rồi, năm. Đó, ừ. Rồi, bò ra. Tiếp tục. Đúng rồi, cố lên. Rồi, cẩn, cẩn, cẩn. Rồi, rồi, bò, 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 nhanh lên, nhanh lên. Móc, móc. Tiếp tục. Đó. Thưa quý vị và các bạn, thời gian 7 phút đã trôi qua. Chúng tôi yêu cầu đến 12 món trang trí trên cây mai, nhưng các bạn chỉ mới mang về có 5 món mà thôi. Và rất tiếc, với thử thách này các bạn đã không hoàn thành rồi. Chúng ta vẫn còn có một công việc nữa cần phải thực hiện trước ngày 30 Tết. Chúng ta sẽ cố gắng xem xét thật kỹ xem có nên đặt cược viên phấn may mắn hay không ở thử thách thứ 3. Thử thách được mang tên mâm ngũ quả. Và xin mời đội trưởng, các bạn ngày hôm nay có quyết định đặt cược viên phấn may mắn ở vòng thứ 3 hay không? Dạ, chúng em quyết định đặt cược. Như vậy thì chúng tôi xin được gửi cho các bạn viên phấn may mắn. 2-1 xoay. Bột bánh xèo hương xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế. 5 triệu đồng. Mâm ngũ quả của chúng ta sẽ gồm có dưa hấu, cầu, dừa, đủ, xoài. Các bạn hãy cố gắng từng thành viên lần lượt chọn lấy một loại trái cây trong mâm ngũ quả, sau đó di chuyển qua con đường trơn trượt. Sau khi đến với khu vực quy định, các bạn sẽ chống tay như thế này và xoay 10 vòng tại chỗ. Sau khi xoay xong 10 vòng, hãy ném cái quả trái cây mà chúng ta đang cầm trên tay để bé heo có thể dùng tập về và hứng lấy. 7 phút cùng với mâm ngũ quả bắt đầu. Đúng rồi, xoài, ừ, đi. Đúng rồi em. Rồi, xong. Đúng rồi, đúng rồi. Cố lên. Một, tiếp lên các bạn ơi. Rồi, xong, chặt cũng chuẩn về luôn. Hay quá em ơi. Một. Ơi. Xuất sắc. Cái này không là 10 triệu mà thương thua đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Xoay 10 vòng. Xoay 1 10. Rồi ném. Rồi. Tiếp 3 phút 15 giây. Xoay 10 vòng. Xoay 1. Chết. Rồi ném. Rồi xoay 10 vòng. Xoay. Mười. Rồi ném. Ném. Quả của các bạn là 6406. Yeah!
Và ở vòng thi đấu thứ 3 này, các bạn đã rút được bảng tiền thưởng là 5 triệu đồng. Và với việc đặt cược viên phấn may mắn, các bạn sẽ có được số tiền thưởng là 10 triệu ở vòng này. Chúng tôi xin được mời anh Vũ Việt Nam, đại diện của nhãn hàng bột nông sản Mico hơn xưa thuộc công ty liên doanh quốc tế, sẽ gửi cho các bạn số tiền thưởng mà các bạn đã rút được 5 triệu đồng ở vòng thi đấu thứ 3. Chúc mừng! Trước khi chúng ta đến với số tiền thưởng dành cho các bạn qua 3 vòng thi đấu, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhận những phần quà dành cho mỗi cá nhân ở trong đội. Đầu tiên sẽ là phần quà đến từ Cao Gừng Thiên Nhiên Việt, thon gọn từng cm. Và tiếp theo sẽ là phần quà đến từ nhãn hàng bột trồng sẵn Mico hơn xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế. Và tiếp theo sau đây, cho phép chúng tôi xin được mời đại diện của công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh sẽ giúp chúng tôi gửi tặng đến các bạn số tiền thưởng 12 triệu đồng. Anh Đào Duy rất muốn được lắng nghe đội trưởng chia sẻ các bạn sẽ sử dụng số tiền thưởng 12 triệu đồng này cho mục đích gì? Chúng em muốn gửi tặng đến một người cô mà chúng em yêu quý nhất ở trong trường ạ. Chiều cuối năm đang về trên vùng núi Hòa Bắc. Chiều nay khác mọi buổi chiều lạnh lẽo như thường lệ ở vùng cao nguyên. Ráng chiều như ấm áp hơn, soi rọi con đường về nhà của vợ chồng cô giáo Đoàn Thị Tâm. Buổi chiều nay khác bởi là buổi chiều mà cô Đoàn Thị Tâm được trở lại bục giảng sau nhiều ngày tháng chống chọi cùng bệnh tật. Là khoảnh khắc cô được bình yên, ngồi sau lưng chồng, thanh thản cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc vô giá của cuộc sống. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khó tại Thanh Hóa. Rời quê hương, cô Đoàn Thị Tâm theo học ngành sư phạm tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Khi chính thức trở thành một kỹ sư tâm hồn như hằng mong ước, cô Tâm tình nguyện về công tác tại trường Trung học cơ sở Hòa Bắc, Di Linh. Cũng chính trong những ngày gian nan ấy, cô Tâm tìm thấy tình yêu của đời mình với người đồng nghiệp chung trường, thầy Nguyễn Hạnh. Đôi vợ chồng nhà giáo sớm sớm chiều chiều cùng nhau đến trường dạy học. Những thời gian không lên lớp lại cùng nhau bươn chải làm lụng, chắc chiêu dành dụm chăm lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Thời gian cứ thế trôi đi, những tưởng những tháng ngày bình yên sẽ mãi mãi ở bên gia đình nhỏ. Biến cố bất ngờ ập đến với cô Đoàn Thị Tâm khi phát hiện đang mang trong người căn bệnh ung thư. Đau đớn lắm, bàng hoàng hoang mang lắm, bởi ung thư giống như cơn sóng thần hung hãn, chỉ chực chờ cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai. Hai đứa con thơ còn quá nhỏ dại, mái nhà nhỏ vừa mới nhóm lên ngọn lửa hạnh phúc rồi sẽ ra sao? Những bài học còn dở dang, các em học trò và bạn bè đồng nghiệp, phải chăng tất cả rồi sẽ trở thành ký ức? Cô nói là cô bị ung thư. Lúc đó thì em rất là muốn được gặp cô, nhưng mà cô phải đi lên Sài Gòn để chữa bệnh. Và sau một cái liều điều trị hóa chất đầu tiên thì tóc bắt đầu rụng. Và đến cái liều thứ hai thì tóc rụng hết. Quả đúng như người xưa nói, tình yêu là nguồn sức mạnh vô song, là chỗ dựa vững chắc giúp ta vượt qua giông bão. Ngay chính lúc cô Đoàn Thị Tâm rơi vào bế tắc, thì tình yêu mãnh liệt của thầy Nguyễn Hạnh đã khiến cô bình tâm trở lại để theo đuổi liệu trình điều trị. Lặng lẽ, âm thầm như chính cây thông xanh ngoài kia, thầy Nguyễn Hạnh giành lấy về phần mình tất cả mọi khó nhọc. Cố gắng mạnh mẽ trước các câu hỏi của con về bệnh tình của mẹ, thầy nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô Tâm khi những sợi tóc xanh mướt trên đầu
bắt đầu thưa đi sau những liều hóa chất. Những giọt nước mắt này thầy đã nén chặt lắm, nhưng không thể không rơi, bởi ai thấu hiểu nỗi đau của một người chồng khi không thể thay người vợ mình yêu thương gánh chịu nỗi đau quá lớn này. Trong chuỗi ngày giông bão u tối ấy, cuối cùng vợ chồng nhà giáo nghèo cũng tìm được tia sáng hy vọng. Ca phẫu thuật thành công, liệu trình điều trị khả quan, cô Tâm được trở lại mái trường xưa sau nhiều tháng ngày chữa trị. Những buổi lên lớp giờ như càng sôi nổi hơn xưa sau bao ngày nhớ cô giáo. Con đường mòn quen thuộc này hân hoan hơn bởi gặp lại hình ảnh cô thầy cùng nhau sớm sớm chiều chiều. Ngôi nhà đơn sơ này chắc sẽ còn đơn sơ như thế lâu lắm, bởi giờ đây chỉ còn mối thầy Hạnh gánh vác trong ngoài. Và thầy vẫn lặng lẽ mà kiên cường như vốn thế, chở che cho cô Tâm và các con, gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc của gia đình nhỏ cháy mãi không bao giờ tắt. Trong đội heo rừng đã hết sức nhiệt tình tham gia trò chơi vừa rồi. Và nhân dịp đầu xuân năm mới này thì tôi cũng kính chúc tất cả các thầy cô trong Hội đồng Sư phạm Trường Trung học Cơ sở Hòa Bắc một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Rồi chúc tất cả các em học sinh dồi dào sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Xin mời các bạn có thể gửi cho quý thầy cô số tiền thưởng mà các bạn đã có được trong ngày hôm nay, 12 triệu đồng. Và ngay bây giờ thì cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh Vũ Việt Nam, đại diện của nhãn hàng bột đồng sản Mít Câu Hơn Xưa thuộc công ty Liên doanh Bột Quốc tế, sẽ gửi đến quý thầy cô món quà đến từ đơn vị của mình. Sẽ gửi đến quý thầy cô một món quà nữa, thưa 10 triệu đồng tiền mặt. Và cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh Trần Công Ý, đại diện của siêu thị điện tử Ý Đà Lạt, sẽ có một món quà được gửi đến tất cả quý thầy cô. Cao gừng thiên nhiên Việt, thon gọn từng cm, cũng mong muốn có một món quà nữa được gửi đến cho gia đình của mình. Và ngay bây giờ thì cho phép chúng tôi xin được mời thầy Trần Văn Hoài, là hiệu trưởng của trường Trung học Cơ sở Hòa Bắc, di chuyển đến khu vực trung tâm để chúng tôi có thể gửi những phần quà đến cho tất cả quý thầy cô thay cho lời cảm ơn trong chương trình ngày hôm nay. Và thông qua đây thì cho phép Đào Duy xin được đại diện cho tất cả các thành viên của ekip thực hiện chương trình Bị Đổ Phấn Trắng xin được gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý vị đã luôn cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Và chắc chắn là trong năm mới, năm 2019, chúng tôi sẽ còn quay trở lại với nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa, nhiều hơn nữa những trò chơi dân gian thú vị và nhiều hơn nữa những món quà đến từ các đơn vị đồng hành, các đơn vị tài trợ, để chúng ta viết tiếp nên những ước mơ và tinh thần về sự tôn sư trọng đạo mà các em học sinh mong muốn được gửi đến cho quý thầy cô của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Mọi góp ý xin mời tất cả quý vị có thể gửi về hộp thư của chúng tôi là bị.đổ.phan.trang@htv9a.gmail.com. Chương trình được phát sóng vào lúc 16:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể là xem lại những video clip cũng như là những khoảnh khắc thú vị nhất của chúng tôi trên fanpage của Biên Độ Phấn Trắng. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho mọi người một năm mới thực sự hạnh phúc và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.